nguyện ước mẹ mãi bên con, dẫu cho cuộc đời nhiều thay đổi. Nguyện ước mẹ mãi bên con, che chở con những đêm mưa lạnh. Dẫu cho con nay đã lớn, nhưng vẫn mong hơi ấm mẹ thương. Dẫu cho con nay đã lớn, con vẫn là con của mẹ thôi. Dù mai sau bữa cơm trưa của Linh nào cô chú anh chị, mặt đã nhòe dẫu thế nào, trứng luộc dẫu thế nào, rau xào đó cô chú anh chị, rau muống xào tỏi. Đây là cái chén mắm ruốc, mắm ruốc Linh làm bữa trước còn bữa cơm trưa đơn giản cô chú anh chị ơi. Chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh của Linh nha. Bữa trưa Linh làm 3 món cô chú anh chị ơi. Món thịt luộc, thịt này Linh luộc hôm qua còn nè, Linh đem ra Linh hâm lại Linh ăn luôn. Trứng thì Linh mới luộc, Linh luộc hồi nãy 8 cái trứng á, mà nó giữa hết 1 cái rồi. Còn 7 cái trứng này, 1 cái nó muốn giữa, muốn ngừng bể rồi Linh lột, xong nó chưa bể luôn. Trứng này nó cũng giữa mấy cái. Nãy Linh luộc, tính luộc lòng đào á, nhưng chắc không lòng đào được rồi. Nãy Linh luộc, Linh bắt nước lên, Linh nấu rồi cho nó sôi, bỏ trứng vô cho nó sôi, cái Linh tắt lửa, anh đậy lại mà chắc nó chín luôn rồi, nó không lòng đào. Cái này là rau muống xào tỏi, Linh hái được nấm rau muống á, Linh xào tỏi, chấm mắm ruốc của chú anh chị. Bữa trước Linh làm mắm ruốc còn nè. Cái này là chén nước tương ớt, chấm cái rau muống này nè, rau muống xào. Còn thịt luộc thì Linh chấm cái mắm tôm. Giờ Linh mời cô chú anh chị ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Bữa nay lay quay cái không có đi chợ được cô chú anh chị. Còn trứng đó, Linh đem ra Linh luộc rồi Linh ra sau vườn Linh hái rau muống. Làm bữa cơm đảm bảo. Cái ớt này Linh á, nó cay, nhưng mà nó ăn nó cay quá thôi chú anh chị. Ớt nó cũng còn hơi non mà ăn cay. Ngon lắm. Mình sẽ ăn cái trứng giữa này đi. Cái trứng này nó gần bể rồi mà. Sao nó bị giữa đúng béo luôn. Ở nhà có đá vô muống, không có rau gì ăn, ra bẻ xào tỏi ăn cũng ngon. Này nó không non cho mấy mà cũng ăn được. Rau muống này nè, nó bò ra dài cái Linh đây, chặt á, chặt cái bớt nó, cũng non đâm đọt cái non.
Luộc này chấm mắm tôm là ngay sắc luôn, ngon. Có chua chát như cà nữa, còn ngon lắm. Chua cà trên chầm có một cây cà có trái, nó ra trái không đủ ăn. Bữa cơm trưa Linh chia sẻ đến đây cũng xin khép lại. Cô chú anh chị, cô chú anh chị xem video của Linh đó, thấy thích thì ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên khích lệ tinh thần cho Linh nha cô chú anh chị. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt.